chẳng bà có chưa, ôi dồi ơi, chẳng bà có chú, chẳng bà có chưa, chắc chẳng bà có chú vỗ tay hả, vỗ tay chồng bà có chú hả, vỗ tay chồng bà có chú hả. Nói em mà em mời ông bà cô chú, dắt mời ông bà cô chú ăn sáng với con ăn bánh mì nè ông bà cô chú ơi. Rồi sáng em uống bình sữa rồi, bây giờ em buồn ngủ nữa là ông bà cô chú ơi, cho em ăn miếng bánh mì xong rồi em đi ngủ, em đi ngủ xong rồi trưa dậy mới cho em ăn cháo ông bà cô chú ơi. Ừ, mà cô chú ăn đi, mà chú mâm mâm kìa. Ừ, chào bà cô chú đâu, vỗ tay cho bà cô chú coi coi. Trời ơi, cái mặt buồn ngủ vậy ông bà cô chú ấy, mặt buồn ngủ nè. Ừ, rửa tay cho ông bà cô chú coi coi. Đó, buổi sáng là em chỉ có ăn đơn giản vậy đó ông bà cô chú ơi. Em uống sữa, sữa xong rồi ha, ăn cái gì thêm chút xíu nữa là em đi ngủ, được xíu à. Ngủ xíu là anh Doanh á, nữa bữa nay anh Doanh về sớm, anh Doanh 1 giờ anh Doanh về rồi. Là lúc đó là dậy, dậy xong đó mà cho ăn cháo nha. Anh chào ông về cơ chứ. Hả? Anh chào cái băng băng cãi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Băng băng cãi cho mày cơ chứ nghe cái. Băng băng cả. Ừ, băng băng cả. Giỏi quá ta ơi. Ông bà cô chú thấy con giỏi không? À, dắt bây giờ giỏi lắm bà cô chú ơi. Ông băng băng cả hả? Băng băng cả. Anh chào ông bà cô chú. Anh chào ông bà cô chú. Anh chào bà. Ủa không chịu ăn rồi, không chịu ăn rồi hả, không chịu ăn hả, không chịu ăn hả, không chịu ăn rồi, không chịu ăn rồi, không chịu ăn rồi. Mà chú ơi, con không chịu ăn không, là con chú ơi. À, vỗ tay hả, vỗ tay hả, không chịu ăn hả, không chịu ăn, nãy đưa đây má mà. Vỗ tay, vỗ tay. Bông bông chả. Bông bông chả. Ừ, chả chả hả? Bông bông chả. Hai miếng này. Đó à. Không thì ông chịu ăn không bà cô chú à. Uống cà phê không? Uống cà phê luôn. Ồ, má bà uống cà phê, muốn cho uống cà phê luôn bà cô chú ơi. Cà phê em cũng uống luôn á, cà phê sữa đâu bà cô chú, cà phê sữa nóng nè bà cô chú. Uống cà phê sữa nóng rồi chứ không phải cà phê đen đâu bà cô chú ơi. Uống luôn ha. Ui, chắc hẹn nữa mai mốt ra lớn rồi ghiền luôn á. Rồi, ăn bánh mì vô. Không chịu ăn không bà cô chú ơi. Uống vitamin vô nha. Cả nhà, ở đây đã con nít từ đẻ ra bắt đầu cho uống cái này nè, vitamin này nè ha, là kiểu mà một ngày là 5 giọt. Kiểu mà phía bên bên nước ngoài á, Thụy Điển á, bên Thụy Điển nó ít có nắng không bà cô chú, cho nên hả mà lẻ ra tới uống tới uống tới như uống tới 2 tuổi luôn á, 2 tuổi 3 tuổi gì luôn á, uống cho cái này có giống như là ít có nắng á, uống cho nó có chất chất canxi vô cho cái xương này kia nọ nó chắc cả nhà. Ở Việt Nam thì nắng nhiều, ẩm ra ngày phơi nắng này cái nọ, còn ở đây không có nắng cả nhà. Là con nít đứa nào đẻ ra là cũng phải uống cái này hết. Là cái này y tá cô mụ nó cho uống uống hết là đi lấy, uống hết là đi lấy, uống hết là đi sinh, uống hết là đi sinh. Nó cho uống tới 2 tuổi hay mấy tuổi rồi á. Uống cho nó chắc xương. Ở đây không có nắng cho nên phải uống con nít phải uống cái đó cho nó có cái chất chất gì á, bổ cho xương hay gì á. Ủa ngáp rồi ông bà cô chú ơi. Ôi con ngáp vậy nè. Chú mỏ cho bà cô chú coi. Ôi chú mỏ xấu xấu. Chú mỏ xấu xấu cho bà cô chú coi kìa. Nhìn ông bà cô chú kìa. Hả? Nhìn mấy bà làm gì? Ừ. Chào ông bà cô chú nè. Ừ. Bye bye ông bà cô chú ơi. Con muốn đi ngủ hả? Bye bye ông bà cô chú ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Giơ tay lên bye bye. Bye bye ông bà cô chú, con đi ngủ. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye con đi ngủ rồi.
Ừ, nó con muốn đi ngủ rồi, ông bà cô chú ơi, bye bye, con ngáp rồi. Con ngáp với mỏi kìa ông bà cô chú ơi. Bye bye, bye bye, bye bye, con đi ngủ nha, nha, anh ngủ đây, bye bye đi, bye bye. Mình cho em đi ngủ rồi ông bà cô chú ơi, em đi ngủ nha. Xin chào bà chú. Xin chào cả nhà, bữa nay nhà mình ăn một món độc đáo cả nhà ơi. Mì mì kim chi. Giờ này tối à, thèm mì nữa nè ông bà chú ơi. Ăn mì thôi. Nè, dắt dắt. Chú dắt dắt. À, dắt lên nó chưa đói mình ăn trước đi. Mình ăn trước cho nó ăn sau ông bà cô chú ơi. Mời em bà cái chuối với con nha. Cái này là mì cái này là mì kim chi cả nhà. Mì kim chi nó ngon. Này làm cái mì nó mềm. Mà chuối rất là ngon. Tay rồi. Ingen 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 sriracha. Này. Cái mì này á, mì Hàn Quốc á, đặc biệt là mình nấu á, mình nấu ở trong nồi á, mình nấu trong nồi trên lên bếp á, nó ngon hơn là mình nấu nước sôi á cả nhà. Mình mà chút nước sôi vô tô nó không ngon không, có cặp mì nó không có chín tới, nó chín tới nhưng mà nó không có ngon bằng nấu trên nồi đâu. À, John á, ngồi trên xe là có ăn bánh mì này kia nọ, nhà có người không mấy gì đói cả nhà. Oh my god. Nè, mình ăn mì là rất là ngon. Chú mua cái này thử đi, chắc ông bà cái chú thích ta con nói cái tên. Cái này coi. Shin noodles kim chi. Mì kim chi của Hàn Quốc á. Shin mẹ lấy một cái bịch chỉ ông bà cái chú đi. Ông bà chú biết mà. Nè 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 ông bà cái chú. Có mấy ông bà cái chú. Ôi 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 ôi, đa hả? Đa hả? Nè đi, đi. Giết cho nên cái này giới thiệu cho bà cô chú. Rồi cái này đâu có quảng cáo mà giới thiệu cho bà cô chú vậy. Nè cái loại mì này cả nhà. Loại mì này nó ngon nè cả nhà ơi. Mì kim chi này nè, của Hàn Quốc á. Nó cay mà nó cay có chút xíu à, nó cay không có cay nhiều đâu cả nhà. Cay vừa tới thôi. Mà mì nó đậm đà ngon. Giá cốt trời cô giá. Đừng có cho em nữa. Xin nội ăn con nhiều quá ra uống sữa. Không, con trả hả? Mì ơi ngon quá. Ngon mà cay. Ngon mà cay hả? Gặp dân này nó hơi hơi cay xíu. Còn chị hai là không cay. Cái này thì cay tiếp tiêu. Chị hai là cay xíu thôi. Còn mình coi như là không có cay luôn á cả nhà. Rất là ngon. Mà chú rất là nước là ngon. Mình nấu xong mình bỏ thêm miếng miếng giá, miếng rau muống vô nữa. Có rau gì mình bỏ vô ngon cả nhà. Có xà lách hay cũng cũng ngon, hay bắp cải. Nấu mình kim chi mà có cải thảo thôi nha. Cải thảo bỏ vô nó là ngon. Uống nước hả? Đấy. Đây kìa. Ủa mẹ, con nhà ăn nhẹ luôn á. Con, trời ơi. Chắc nãy phải làm món khác. Rất là ngon luôn cả nhà ơi, ăn rất là ngon. Rất cho phải mì. Mẹ có thích cái mì này nhiều nhất hay là mì này ngon, mì này dễ ăn. Là mẹ có thích cái mì nào nhiều nhất? Với lại mẹ thích mì hảo hảo chua cay của Việt Nam mình á. Mẹ thích cái nào nhiều nhất, hảo hảo hay là kim chi này? Cái nào cũng thích đó.
Mẹ thích cái nào mình number one nhất? Mẹ là rất là dễ ăn, cái gì ăn cũng được. Mì Hảo Hảo chua cay của mình nó ăn ngon. Như là mì Hảo Hảo chua cay của mình làm như là nó hàng nó không có nhập ra qua đây được đó cả nhà. Mì đó không biết bị cái gì á, người ta không cho nhập qua. Bây giờ chỉ có mì dung dung với mì mama này kia nọ thôi cả nhà, của Việt Nam mình á. Còn mì Hảo Hảo chua cay không thấy á. Mẹ có thấy Hảo Hảo khác nữa. Hảo Hảo pha chế được cái nọ có. Hảo 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 chua cay không có. Kéo chắc lắm. Mẹ nói nhắc được không, nhắc kéo mạnh. Kéo mạnh xỉu luôn hả? Kéo áo cô lên trên mạnh xỉu luôn. Dạ, con có một cái hỏi cho ông bà chú. Hỏi gì? Ông bà chú thích mì nào nhiều nhất? Ông bà chú giết nha. Ông bà cô chú á, nhiều lúc ông bà cô chú lớn tuổi đâu có thích ăn mì nhiều đâu con, ăn mì nhiều đâu có tốt mà không? Có mấy cái cô với chú. Ừ. Giống như người ta con nít khác á, mẹ là cô, rồi ba là chú. Đốt phải con nữa. Ê. Mình nấu ba gói rồi cả nhà. Mà ăn hết luôn rồi nè. Không phải là ngon là, chắc là ăn cái gì mà một món một cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon đó cả nhà ơi. Vậy là mình nói rồi. Mình nói hả, như là mùa đông nè, ăn cái gì cũng thấy ngon cả nhà. Này coi mì á, này mùa lạnh nè mình ăn cái gì cũng ngon á. Nói gì á. Này coi á. Cái này coi nhẹ quá, này nhiều nhất do nhiều video ăn cay mì. Cái này ăn do nó ăn lần đầu tiên nó ăn cay trong video mà nó ăn giỏi gì đúng không bà cô chú ơi. Với lại hả, mình làm gì á, làm gì một món hay là làm gì mà hả, theo sở thích ăn là rất là ngon. Còn á, làm cầu kỳ á, nhiều thứ rồi cuối cuộc á lại ăn không ngon. Nhiều thứ quá không có ăn hết được. Ừ, nhiều thứ quá ăn một hồi nó ngán, không có thấy ngon. À có. Món ngon hơn món kia. Món ngon. Giống như là làm nhiều thứ quá có nhiều sự lựa chọn cho nên á. Ăn một hồi mình không thấy đặc biệt. Mà ăn vậy thì thấy khổ quá. Bà bà, quay đi tơ. Ta cho ba đấy nước cho con được không? Ừ, ba đi lấy đi. Ôi da. Dạ, thì bạn sợ đã bắt chưa anh em. Cái muỗng nó gấp. Đi thôi. Anh cho nó tại nó ăn nó nãy đi chợ mua bánh mì với khuôn cả thịt nguội cả nhà. Nó có ăn 2-3 miếng rồi xong rồi bây giờ nó cũng hơi no rồi. Hôm cho mai vô học. Đi mua cho ngày mai á, sáng đi học không? Ngày mai cho nó đi bơi. And you can also bring it to school if you have to eat. Cô giáo chở đi bơi. Cô giáo không, giáo không phải. Cô giáo dắt nguyên đốt đi bơi. Không, bus á. Xe bus chở. cô giáo dẫn đi không chịu, phải xe bus chở mới được á ông bà cô chú ơi. Cho nên ha, nó nói mẹ ngày mai con đi con muốn ăn bánh mì với kẹp thịt nguội á cả nhà. Cho nên là nãy chở nó đi chợ mua. Papa can đi khuyên ta. Puri mẹ ai ba nói mẹ khuyên là puri. Mẹ không mẹ khuyên là puri sao ra. Ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà bữa nào mà ăn cái gì mà ngán quá ha? Nhà mà ăn cái gì bí đù không biết ăn cái gì cứ đem món mì ra là nguyên nhà sống đợi ha, là ăn rất là ngon lành luôn cả nhà, rất là ngon luôn. Thôi video mình quay tới đây thôi, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả bye bye ông bà cô chú.
ông bà cô chú tìm con như vậy nhé. Giờ bà cô chú đang kiếm tìm con như vậy nhé. Nha, cảm ơn bà cô chú. Dân ăn cái này một miếng đậu luôn. Không chờ, chị Hai nói xong rồi tới con không có chờ. Cho ăn miếng này xong, xong. Đẻ. Ôi, cô kia kia. Ai dắt nó nghe, chào á, chào á, chào á. Bà cô chú. Đây nó giở tay lên, nó giơ tay lên nó chào nè ông bà cô chú ơi. Video mình kết thúc ở đây, hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Xin chào bà chú, bye bye. Ồ bye bye dữ vậy. Ồ dắt bây giờ nó giỏi lắm ông bà cô chú ơi. Bye bye cả nhà.